Rồi từ số từ 2021 đến 2030 chia hết cho 10 thì nhớ, muốn chia hết cho 10 thì đồng thời phải chia hết cho 2 và chia hết cho 5. Chốt kiến thức này chưa? Sau đó mình tổng hợp kiến thức luôn. Muốn chia hết cho 10 thì số tận cùng là số mấy? Số 0. Ví dụ 30. Số 0 nè, chia hết cho 10, chốt. Ủa sao lại biết? Cái gì? Không gì. Cái gì? Không gì. Chốt chưa? Rồi, vậy từ 2021 đến 2030 bắt đầu mình nhẩm từ từ nè, mình tệ mà. Mình không giỏi thì mình nhẩm, mình cộng 1 vô đi. 2022 được không? Không. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Dạ. Nhận số nào? 2030. Nhận nó. Rồi bắt đầu tự viết ra số từ 2021 đến 2030 chia hết cho 10 là 2030. Kẹp không? Cô đơn.